Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Hôm qua, Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden đã cho quân đội của Hoa Kỳ điều 20 máy bay F-35 dội bom tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc ở Biển Đông để răn đe chính quyền ông Tập Cận Bình. Thưa quý vị, theo thông tin chúng tôi mới nhận được thì tình hình ngoài Biển Đông đang hết sức gay cấn khi mà hôm qua vào lúc 16 giờ Việt Nam, quân đội của Mỹ đã cho một dàn máy bay F-35 cùng tàu chiến áp sát con tàu sân bay Sơn Đông của phía Trung Quốc để vây bắt. Tuy nhiên, khi phát hiện ra máy bay F-35 và tàu chiến của Mỹ tiến vào ngoài Biển Đông, Hải quân Trung Quốc đã cho một dàn tàu hậu vệ gồm có tàu cảnh sát biển, tàu do thám, tàu dân phòng mang theo rất nhiều vũ khí và tên lửa bảo vệ con tàu sân bay của phía Trung Quốc. Trước tình hình cam go đó, quân đội của Hoa Kỳ đã cho máy bay F-35 liên tiếp dội 30 quả bom cùng tàu chiến phóng một loạt các tên lửa tầm trung lên con tàu sân bay Sơn Đông của phía Trung Quốc và cuộc khiêu khích trên đã làm cho phần đuôi của con tàu Sơn Đông phía Trung Quốc bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân ban đầu được cho là do phía Trung Quốc gây hấn trước khi mà hải quân của phía Bắc Kinh đã đem một đội tàu chiến bảo vệ con tàu sân bay Sơn Đông ra Biển Đông để chặn một con tàu tuần duyên của Mỹ. Và trong lúc chính quyền Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden đang điên tiết vì con virus Tập Cận Bình đang càn quét Hoa Kỳ thì lại gặp cảnh chớ treo ở ngoài Biển Đông. Trong bối cảnh một lúc hai cơn tức giận dồn dập ập đến, Washington đã không thể nào mà kìm lòng đứng nhìn phía Trung Quốc lộng hành. Do vậy mà hôm qua quân đội của Mỹ đã cho tiến hành bắn cháy con tàu sân bay Sơn Đông của phía Trung Quốc để răn đe chính quyền ông Tập Cận Bình, đồng thời muốn gửi một thông điệp cứng rắn tới chính phủ của Bắc Kinh rằng Trung Quốc hãy ngừng ngay những hành động gây hấn trong bối cảnh mà cả thế giới đang gồng mình lên chống chọi với cả bệnh dịch COVID-19. Các nhà quan sát cho biết Trung Quốc đã quá sai lầm khi mà đem tàu sân bay Sơn Đông đi gây gổ với cả hải quân của Mỹ. Trong bối cảnh mà cả thế giới đang phải gồng mình tập trung cao độ để dập tắt dịch bệnh thì chính quyền của ông Tập lại đem quân đi xâm chiếm lãnh thổ và gây gổ đánh nhau với các nước trong khu vực. Chính điều đó đã làm cho chính quyền Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden nổi khùng. Thưa quý vị, mới đây thì Trung Quốc chuẩn bị tập trận 4 ngày ở Biển Đông. Cục Hải sự Trung Quốc, MSA vừa thông báo cho thấy quân đội nước này sẽ tiến hành 2 cuộc tập trận ở Biển Đông từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2. Cụ thể, trên website của cục này nêu rõ cuộc tập trận bắn đạn thật sẽ diễn ra tại Vịnh Bắc Bộ trong ngày 17 tháng 2. Như vậy, khu vực tập trận được xác định nằm bờ vùng biển thuộc phía Trung Quốc ở Vịnh Bắc Bộ. Trên trang này cũng thông báo cuộc tập trận sẽ diễn ra ở Biển Đông từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 2. Kết quả đối chiếu các tọa độ giới hạn khu vực tập trận được nêu trong thông báo lên Google Maps cho thấy khu vực đó nằm gần bờ biển phía đông nam đảo Hải Nam trong bối cảnh chiến hạm của nhiều nước đang đổ về Biển Đông. Cả Mỹ và đồng minh lẫn Trung Quốc đều tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn ở khu vực. Trước đó, Tờ Hoàn Cầu Thời báo ngày 5 tháng 2 đưa tin Trung Quốc tổ chức tập trận quy mô lớn ở Biển Đông từ ngày 6 đến 11.2. Nội dung tập trận chưa được công bố chi tiết, nhưng theo báo này thì không loại trừ khả năng Bắc Kinh sẽ bắn thử tên lửa đạn đạo chống hạm, như từng phóng thử 2 tên lửa đạn đạo diệt hạm Đông Phong 21 và Đông Phong 26 hồi tháng 8 năm 2021. Thưa quý vị, theo truyền thông của Mỹ cho biết, đứng trước bối cảnh trên, chính quyền Tổng thống Mỹ đã không quên đưa ra những trừng phạt mạnh tay cho phía Trung Quốc. Một trong những đòn trừng phạt đó là vào ngày hôm qua, chính quyền Tổng thống ông Joe Biden đã ra lệnh cho quân đội của nước này điều 20 máy bay F-35 liên tục cho dội bom con tàu sân bay Sơn Đông của phía Bắc Kinh để răn đe, dằn mặt chính quyền ông Tập Cận Bình vì tội để cho con virus Trung Quốc lây lan ra khắp thế giới, làm khổ không biết bao nhiêu nước và thiệt hại đến thời điểm bấy giờ là không thể tính toán được. Tờ báo Washington Post cho biết Tổng thống Biden đang mất ăn, mất ngủ. Ông luôn than thở vì Mỹ đã mất hàng tỷ đô la khi bị trúng đòn virus Trung Quốc. Một trong những bài phát biểu mới đây tại Nhà Trắng, ông Biden cho rằng Trung Quốc phải trả một cái giá thật đắt vì đã để con virus Vũ Hán gây ra tình cảnh này. Bắc Kinh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này. Tổng thống Biden nhấn mạnh Mỹ sẽ ra tay trừng trị Trung Quốc thay cho một số nước. Đó là lý do vì sao mà hôm qua chúng tôi cho máy bay F-35 dội 30 quả bom, làm vỡ tan một phần đuôi con tàu sân bay của phía Trung Quốc ở ngoài Biển Đông, và việc ngày hôm qua chỉ là để cảnh báo bước đầu. Được biết, Hoa Kỳ đang lên một kế hoạch hoạch lớn để mạnh tay trừng trị Trung Quốc trong một vài ngày tới. Theo các nhà quan sát cho biết, có rất nhiều ý kiến đồng lòng với cả chính sách của Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden, khi cho rằng phải dạy cho Trung Quốc một bài học vì đã để lọt con virus Tập Cận Bình, làm hại đến không biết bao nhiêu nước trên thế giới, và Bắc Kinh phải bị trả giá vì đã gieo rắc đau thương cho nhân loại. Thưa quý vị, được biết, ngay sau khi con tàu sân bay Sơn Đông của phía Trung Quốc bị trúng những quả bom siêu hạng từ đội quân máy bay F-35 của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đại diện là ông Cảnh Sảng, tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình, đã trực tiếp lên tiếng chỉ trích Hoa Kỳ khi nói rằng hành động trên của Mỹ là không thể nào chấp nhận được, Mỹ sẽ phải nhận một kết cục đau thương. Ông Cảnh Sảng còn tuyên bố Trung Quốc sẽ điều quân đội của nước này bắn hạ máy bay F-35 của Hoa Kỳ nếu như Mỹ tỏ ra manh động trên Biển Đông trong thời gian sắp tới.
Còn tờ báo Bưu điện Hoa Nam trích dẫn lời ông Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc, nói rằng Trung Quốc hiện tại có thừa khả năng để đánh bại Mỹ trên bất kỳ một phương diện nào, bởi vì Mỹ đang điêu đứng vì COVID-19. Ông Hòa còn nói tiếp lẽ ra Trung Quốc sẽ ra tay giúp đỡ Mỹ để khống chế dịch bệnh, nhưng với việc hôm qua, máy bay F-35 của quân đội Hoa Kỳ dội bom phá nát một phần đuôi con tàu sân bay Sơn Đông của phía Trung Quốc ngoài Biển Đông thì Bắc Kinh sẽ không bao giờ hợp tác với Washington. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, Tổng thống Joe Biden đã đứng ngồi không yên trong những ngày vừa qua vì dịch COVID-19 đang hoành hành tại Mỹ. Ông tức giận đến nỗi mà không gọi tên theo tên của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đặt ra, mà cái tên ông gọi đó chính là virus Tập Cận Bình, virus Trung Quốc hay virus Vũ Hán. Ông lý giải cách gọi của ông là hoàn toàn đúng. Khi nó xuất phát từ Trung Quốc ra đến đây thì ông cũng không bận tâm đến việc tranh cãi việc gọi tên nữa, mà việc bây giờ ông cho rằng Mỹ cần tập trung cao độ để dập tắt sự lây lan của virus Trung Quốc và Washington sẽ liên tục ra tay trừng trị Trung Quốc ở tất cả các mặt trận, đặc biệt là vấn đề Biển Đông, bởi vì Trung Quốc vẫn tỏ ra rất hung hăng và Mỹ cho rằng Bắc Kinh chính là mối đe dọa cho toàn nhân loại. Theo một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng Bộ Quốc phòng của Mỹ đang cho điều góp 3 tàu sân bay USS mang theo tên lửa dẫn đường và 6 máy bay B-52 cùng 10.000 lính thủy đã di chuyển từ một căn cứ thuộc hạm đội Thái Bình Dương trên đảo Guam để tiến ra Biển Đông trừng trị phía Trung Quốc. Nguồn tin còn cho biết thêm, lần này Mỹ sẽ san phẳng 7 hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang cho xây dựng trái phép ở ngoài Biển Đông, gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Hoa Kỳ cũng sẽ phá hủy tất cả các căn cứ quân sự mà phía Bắc Kinh đang cho đồn trú tại một số quần đảo mà chính quyền ông Tập Cận Bình đi cướp được tại một số nước ở trong khu vực Đông Nam Á. Mỹ sẽ tiếp tục cho máy bay ném bom và bắn phá nát một sân bay cỡ lớn mà Trung Quốc đang cho xây dựng ở trong một khu rừng tại đất của Campuchia. Tiếp đó, Washington cũng sẽ cấp cho chính quyền bà Thái Anh Văn của Đài Loan 10 máy bay F-35 cùng rất nhiều vũ khí tài hiện đại bậc nhất của quân đội Hoa Kỳ để Đài Loan có thể đánh bại Trung Quốc ở khu vực biên giới Trung Đài. Vấn đề cốt lõi đó chính là Mỹ sẽ cho vây bắt toàn bộ tàu thuyền manh động của Bắc Kinh đang hoạt động trái phép trên Biển Đông để bảo vệ các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Và theo các chuyên gia quân sự hàng đầu trên thế giới nhận định, nếu như lần này mà Mỹ ra tay mạnh mẽ thì Bắc Kinh sẽ bị cô lập, Trung Quốc sẽ bị tẩy chay và chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ bị san phẳng, và chỉ có như vậy thì thế giới mới được sống trong yên bình. Thưa quý vị, có một cái tin mà chúng tôi mới nhận được, đó là Trung Quốc tập trận nhằm chiếm thế thượng phong ở Đài Loan ngày 17 tháng 2. Trung Quốc triển khai tập trận ngay gần đảo Đài Loan. Các tàu và máy bay chiến đấu của nước này tiến hành tập trận ở phía Tây Nam và Đông Nam của hòn đảo tự trị mà quân đội Trung Quốc nói là để đáp trả sự can thiệp bên ngoài và các hành động khiêu khích Đài Loan. Trung Quốc nhiều lần lên tiếng về việc Trung Quốc đại lục liên tiếp tập trận và gia tăng hoạt động quân sự trên vùng biển ngay gần hòn đảo trong 2 năm qua, như một phần của chiến dịch gây sức ép nhằm buộc hòn đảo phải chấp thuận quan điểm của Bắc Kinh. Trong thông cáo ngắn, Bộ Chỉ huy quân khu miền Đông thuộc quân đội Trung Quốc nói rằng các tàu chiến, máy bay săn ngầm và tiêm kích đã được điều đến gần Đài Loan để tiến hành diễn tập tấn công phối hợp và các bài tập khác sử dụng lực lượng thực tế. Thông cáo không cho biết chi tiết. Một quan chức cấp cao nắm được kế hoạch của Đài Loan, Trung Quốc nói với Reuters rằng không quân Trung Quốc đã triển khai bài tập giành thế thượng phong trên không bằng đội tiêm kích J-16 ngoài việc chiếm thế thượng phong trên không ở khu vực Đài Loan. Họ còn thường xuyên tiến hành các hoạt động can thiệp điện tử và trinh sát điện tử. Vị quan chức cho biết, Đài Loan, Trung Quốc tin rằng đại lục đang cố thu thập tín hiệu điện tử từ các máy bay Mỹ và Nhật Bản để họ có thể làm tê liệt các máy bay của đối thủ, trong đó có các máy bay F-35, nếu chiến tranh xảy ra, nguồn tin nói. Cơ quan Quốc phòng Đài Loan, Trung Quốc cho biết 11 máy bay Trung Quốc vừa đi vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo, trong đó có 2 máy bay có thể ném bom hạt nhân H-6K và 6 tiêm kích J-16, và Đài Bắc đã điều máy bay ra xua các máy bay đại lục. Thông cáo của Trung Quốc không nói về địa điểm chính xác diễn ra đợt tập trận. Cơ quan Quốc phòng Đài Loan, Trung Quốc nói rằng nhóm máy bay của đại lục hoạt động ở khu vực giữa đảo chính của Đài Loan với quần đảo Đông Sa và khu vực phía trên của Biển Đông. Một số máy bay còn đi qua eo biển Bahi ở phía nam Đài Loan, cửa ngõ tiến ra Thái Bình Dương. Quân đội Trung Quốc nhấn mạnh rằng Mỹ và Đài Loan liên tục thông đồng để khiêu khích và gửi tín hiệu sai, gây tổn hại nghiêm trọng cho chủ quyền của Trung Quốc và phá hoại nghiêm trọng hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Chưa rõ nguyên nhân trực tiếp khiến Trung Quốc tiến hành đợt tập trận lần này là gì, nhưng có vẻ là việc Mỹ đầu tháng này chấp thuận thương vụ bán hệ thống pháo trị giá 750 triệu đô la cho Đài Loan. Pháo trị giá 750 triệu đô la. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại! Kể từ ngày cuối tháng trước, các khu vực dọc Trung và hạ lưu sông Dương Tử, sông Giang Hoài và phần phía đông của Giang Nam đã trải qua những trận mưa lớn nhất kể từ mùa lũ. Trong khi đó, trong 6 ngày qua, hầu hết Giang Hoài, Trung và Đông Giang Nam, Bắc Giang Nam và Bắc Trùng Khánh, Đông và Nam Quý Châu,
Bắc và Đông Nam Quảng Tây và những nơi khác đo được lượng mưa từ 150 đến 350 mm. Miền Trung và miền Nam An Huy và Tín Dương, Hà Nam, Nam Kinh, Thường Châu, Thái Châu, Giang Tô, Nghi Xuân, Cửu Giang, Giang Tây, Nghi Dương và Nhạc Dương, Hồ Nam, Cảng Phòng Thành, Quảng Tây và các khu vực khác lượng mưa đo được từ 400 đến 600 mm. Phía Bắc quận Hồng An lượng mưa là 809 mm. Phía Nam Hồ Bắc lượng mưa là 674 mm. Còn lại diện tích các khu vực có lượng mưa đo được trên 100 mm và khoảng 500.000 km². Kể từ đầu tuần qua, ở trung và hạ lưu sông Dương Tử, Giang Tô, An Huy, Giang Tây, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Tây, Trùng Khánh đã gây ra lũ lụt, mưa đá, lở đất và các thảm họa khác, trong đó có 26,769 triệu người bị ảnh hưởng ở 373 quận, huyện và của 11 khu tự trị và thành phố ở Tứ Xuyên, Quý Châu và Vân Nam, 140 người thiệt mạng, 41 người mất tích, 1,624 triệu người phải di chuyển và tái định cư khẩn cấp và 760.000 người phải cần hỗ trợ cuộc sống khẩn cấp, 49.000 ngôi nhà bị sập, 297.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai là 2,3 triệu hectare. Trong đó 445.800 ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 48,18 tỷ nhân dân tệ. Theo báo cáo của Sở Nội chính tỉnh Giang Tô, 813.000 người ở 44 quận huyện thuộc 10 thành phố, bao gồm Nam Kinh, Vô Tích và Từ Châu đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 79.000 người đã được di chuyển và tái định cư khẩn cấp và hơn 3.400 người cần cứu hộ khẩn cấp. Hơn 800 ngôi nhà bị sập và 172,5.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng. Trong đó, 19,5.000 ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 2,26 tỷ nhân dân tệ. Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh An Huy, 7,415 triệu người bị ảnh hưởng ở 50 quận huyện tại 10 thành phố, bao gồm Hợp Phì, Masan và Thông Linh, và 20 người chết. Trong số đó, 10 người chết do sạt lở đất đá vùi lấp, 5 người chết do sập nhà, 4 người chết đuối, 1 người thiệt mạng do sét đánh, 3 người mất tích, 588.000 người phải di rời khẩn cấp, 209.000 người cần hỗ trợ khẩn cấp cứu tính mạng, 14.000 ngôi nhà bị sập, 95.000 ngôi nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, 609,4.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó 166,4.000 ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 17,24 tỷ nhân dân tệ. Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Giang Tây, 1,153 triệu người tại 26 quận huyện của 6 thành phố gồm Nam Xương, Cảnh Đức Trấn, Cửu Giang bị ảnh hưởng, một người bị vùi lấp và chết do sạt lở đất, 43.000 người di rời tái định cư khẩn cấp, còn 36.000 người cần hỗ trợ khẩn cấp về đời sống, hơn 1.800 ngôi nhà bị sập, hơn 2.900 ngôi nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 78,4.000 ha, trong đó diện tích lúa bị thiệt hại là 15,2.000 ha bị mất, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,4 tỷ nhân dân tệ. Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam, 128.000 người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa ở 8 quận, huyện tại 4 thành phố bao gồm Pingdingshan, Yaoju và Xinjiang và 6 người đã chết trong số đó, 4 người thiệt mạng do sập nhà, 1 người thiệt mạng do sạt lở vùi lấp, 1 người chết đuối, hơn 9.000 người phải khẩn trương di rời, tái định cư và hơn 400 người cần hỗ trợ khẩn cấp về y tế, gần 1.200 ngôi nhà bị sập, gần 2.600 ngôi nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, diện tích hoa màu bị thiệt hại là 9,1.000 ha, trong đó mất trắng 1,5.000 ha, thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 4,6 tỷ đồng. Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Hồ Bắc, 10,901 triệu người ở 83 quận huyện thuộc 13 thành phố, quận tự trị bao gồm Vũ Hán, Hoàng Thạch và Thập Yển đã bị ảnh hưởng, 47 người chết, trong đó 19 người chết đuối, 8 người thiệt mạng do sập công trình, 8 người thiệt mạng do nhà sập, 10 người thiệt mạng do sạt lở hố chôn lấp, 1 người thiệt mạng do sét đánh, 1 người thiệt mạng do sạt lở đá và 10 người mất tích. 453.000 người phải di rời khẩn cấp, 313.000 người cần hỗ trợ khẩn cấp về y tế, 19.000 ngôi nhà bị sập và 50.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau, 1.026.800 ha hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó 180.400 ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 15,81 tỷ nhân dân tệ. Theo báo cáo của Sở Nội chính tỉnh Hồ Nam, 4,964 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở 62 quận tại 10 thành phố tự trị bao gồm Trường Sa, Chu Châu và Thiệu Dương, có 11 người đã chết, trong đó 8 người thiệt mạng do sạt lở đất vì vùi lấp và 2 người bị vùi lấp do sập công trình, 1 người bị vùi lấp do đuối nước, 1 người mất tích, 330.000 người phải di rời và tái định cư khẩn cấp, 159.000 người cần hỗ trợ y tế,
hơn 6.400 ngôi nhà bị sập, 92.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 298,6 nghìn ha, trong đó 54,7 nghìn ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 7,97 tỷ nhân dân tệ. Theo báo cáo của Cục Dân Chính, Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, 50.000 người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa tại 6 quận huyện Liễu Châu, Phang Trang Gai và Henchi. Gần 900 căn nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 2,2 nghìn ha, trong đó 400 ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 64 triệu nhân dân tệ. Theo báo cáo của Cục Nội vụ Trùng Khánh, 525.000 người đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở 24 quận huyện bao gồm Gwangju, Yanglongpo và Bebe, và 9 người thiệt mạng, trong đó có 3 người thiệt mạng do sạt lở đất chôn lấp, 2 người thiệt mạng do đuối nước và 1 người thiệt mạng do rơi từ trên cao xuống, 1 người thiệt mạng do cây đổ, 1 người thiệt mạng do sập nhà, 1 người thiệt mạng do đá sạt lở, 2 người mất tích. 20.000 người được di dời khẩn cấp và tái định cư, hơn 4.900 người cần hỗ trợ khẩn cấp, hơn 1.800 ngôi nhà bị sập, hơn 5.600 nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 21,7 nghìn ha, trong đó 3,6 nghìn ha bị mất, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 610 triệu nhân dân tệ. Theo báo cáo của Cục Nội chính tỉnh Tứ Xuyên, 42.000 người ở 18 quận huyện trong 9 thành phố quận tự trị, bao gồm Phan Chi Hua, Wangjuan và Lê San đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Một người thiệt mạng do đuối nước, hơn 3.000 người phải di dời và tái định cư khẩn cấp và hơn 300 người cần hỗ trợ khẩn cấp về y tế, hơn 2.900 ngôi nhà bị sập. Hơn 2.900 ngôi nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, 2.800 ha hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó gần 600 ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là hơn 59 triệu nhân dân tệ. Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Quý Châu, 663.000 người bị ảnh hưởng ở 41 quận trong 9 thành phố quận tự trị bao gồm Quý Dương, Liu Panshui và Yunji, và 44 người chết trong số đó, 41 người thiệt mạng do sạt lở vùi lấp và 2 người chết đuối, 1 người thiệt mạng do lở đá vùi lấp, 17 người mất tích, 109.000 người phải di dời và tái định cư khẩn cấp, 30.000 người cần hỗ trợ khẩn cấp, hơn 3.300 căn nhà bị sập, 31 căn nhà bị tốc mái, bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 17,5 nghìn ha, trong đó 3 nghìn ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 2,08 tỷ nhân dân tệ. Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Vân Nam, 115.000 người bị ảnh hưởng tại 11 quận trong 7 thành phố tự trị bao gồm Huijin, Yao Chong và Lệ Giang, hơn 10 người mất tích, hơn 3.300 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 36.000 ha, trong đó hơn 400 ha bị phá hủy, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 230 triệu nhân dân tệ. Thưa quý vị, Tân Hoa Xã đưa tin tại Bắc Kinh mưa to, mưa lớn và mưa cực lớn, lũ lụt hiếm gặp, đê lấn biển bị vỡ, phản ứng cấp 3 được nâng lên phản ứng cấp 2. Công tác cứu trợ lũ lụt và thiên tai đang bắt đầu ở 10 tỉnh phía Nam. Hiện tại, mực nước trên hơn 110 sông vượt mức cảnh báo, một số sông vượt lũ lịch sử năm 1998. Hôm thứ Hai tuần này, sông Tây Giang ở Quảng Tây lần đầu tiên xảy ra lũ vượt mức cảnh báo kể từ khi bước vào mùa lũ. Lũ lụt đã nhấn chìm một phần Lujishu, một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Tương Giang, Hồ Nam. Sông Phù Hề, con sông lớn thứ hai ở Giang Tây đã vỡ đê Trường Khai, khiến hàng chục nghìn người ở các thị trấn hạ lưu bị mắc kẹt và ảnh hưởng đến 100.000 người. Vào sáng thứ Tư, chiều dài của đoạn đê vỡ đã kéo dài 400 mét. Vào hôm thứ Tư, tại đê Trường Khai ở thị trấn Lugen, nơi bị mắc kẹt do vỡ sông Phù Hề ở tỉnh Giang Tây, toàn bộ thị trấn bị ngập chìm trong biển nước, đường xá, đất canh tác, ngập đến trên tầng 2. Đồng chí phụ trách Bộ Tư lệnh Quốc phòng tại hiện trường vụ vỡ đê sông Phù Hề ở Giang Tây cho biết, chế độ nước năm nay có 3 đặc điểm. Thứ nhất, mực nước lũ của các sông chính lớn, một số sông vượt qua năm 1998. Sông Tân Cương và sông Phù Hề ở Giang Tây đã trải qua lũ lụt thảm khốc, vượt quá các ghi chép trong lịch sử với chu kỳ 50 năm lặp lại. Sông Minh Giang ở Phúc Kiến trải qua trận lũ lụt 30 năm mới có một lần. Thứ hai, lũ lụt trên nhiều sông. Mưa lớn gây ra lũ lụt kể từ giữa tháng trước trên ba lưu vực sông là sông Dương Tử, sông Minh Giang và sông Suy Giang. Hơn 110 con sông ở Giang Tây và Phúc Kiến đã trải qua lũ siêu cảnh báo và 9 con sông đã trải qua lũ vượt kỷ lục lịch sử. Thứ ba, 11 con sông lớn ở phía Nam bao gồm sông Minh Giang, sông Shenjiang và sông Yishui đồng thời bị lũ lụt, điều hiếm thấy trong những năm gần đây.
Ông Sun Jun, trưởng dự báo Đài khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, kể từ mùa lũ đến nay, riêng khu vực phía Nam đã xảy ra 10 đợt mưa lớn diện rộng liên tiếp. So với trước đây, mưa lớn cục bộ ở miền Nam nước này dữ dội hơn và kéo dài hơn. Một số khu vực ở Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Nam, Giang Tây và các tỉnh khác liên tục bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Lượng mưa ở một số khu vực lên tới hơn 50%. Sau vụ vỡ đê Phu Hê, Doãn Hoàng, Bí thư tỉnh ủy Giang Tây nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu là cứu người. Sau khi vật lộn với công tác giải cứu người dân, đến 11 giờ ngày thứ Tư có 88.000 người dân đã được di dời, tái định cư khẩn cấp. Thảm họa đã gây sốc và cứu trợ thảm họa là khẩn cấp. Tính đến nay, tổng số người bị ảnh hưởng do lũ lụt cả nước năm nay là 59,43 triệu người, 37,2 triệu hecta hoa màu bị ảnh hưởng, 364 người chết, 147 người mất tích, 339.000 ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 66,5 tỷ nhân dân tệ. So với cùng kỳ năm trước, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng, số người bị ảnh hưởng, số người chết và thiệt hại trực tiếp về kinh tế đều cao gấp đôi. Tại huyện Lệ Xuyên, tỉnh Giang Tây, hơn 22.000 người bị lũ bao vây. Đội cứu hộ khẩn cấp đã mang theo hơn 200 thuyền xung kích và thuyền cao su để giải cứu những người bị mắc kẹt. Lũ lụt đã làm ngập tòa nhà giảng dạy của Fujian Yangyangno. Vừa qua, quan chức thành phố Phúc Châu, tỉnh Giang Tây đã tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng đê Trường Khai bị vỡ vào 2 ngày trước. Con đê được thiết kế để chịu lũ lụt 20 năm mới có một lần, nhưng do thiếu kinh phí, nhiều tuyến kè không đạt tiêu chuẩn. Wang Xiaodong, Phó Thị trưởng thành phố Phúc Châu cho biết, theo ước tính, vụ sập bờ kè gây thiệt hại tổng cộng khoảng 1 tỷ nhân dân tệ và số liệu thống kê chính thức sẽ không được công bố cho đến khi nước rút. Tại cuộc họp báo ngày hôm qua, Yi Xiao, Phó Giám đốc và Kỹ sư cao cấp của Viện Khảo sát và Thiết kế Thủy điện Phúc Châu tuyên bố rằng do tổng chiều dài của đê Trường Khai là 81,8 km và kinh phí đầu tư hạn chế, hầu hết các tuyến đê đều không đáp ứng các tiêu chuẩn thiết kế cho chống lũ lụt 20 năm mới xảy ra một lần. Theo Yi Xiao Sen, đê Trường Khai nằm ở hữu ngạn của trung lưu sông Phu Hê với diện tích được bảo vệ là 100,65 km2 với 122.900 ha đất canh tác và dân số được bảo vệ là 144.300 người. Dự án kè trọng điểm duy nhất ở Phúc Châu với diện tích được bảo vệ là hơn 100.000 ha. Vết vỡ nằm ở phần Heja của núi Lishan ở đê Trường Khai, bờ kè cao 5,5 m và rộng 10 m ở đỉnh. Do vào mùa lũ sớm nên đê hoạt động ở mức nước dâng cao, ngâm trong thời gian dài khiến bờ bao bị mềm. Ngoài ra, đoạn kè bị vỡ nằm trên bờ lõm ở hạ lưu, nơi hợp lưu của cảng cạn và dòng chính của sông Phu Hê. Sau khi hợp lưu, dòng chính của sông Phu Hê sẽ đập trực tiếp vào thân kè, làm cho phần kè dưới nước bị rỗng và dốc. Mái ta luy chân kè bị thấm và bão hòa. Khả năng chống vỡ cường độ thấp, dễ bị sụp đổ dưới tác động của sóng, gió và mực nước lớn. Khi được hỏi về chi phí sửa chữa đập hàng năm, Yi Xiao khẳng định rằng anh không biết. Hoàng Xiaodong, Phó Thị trưởng thành phố Phúc Châu cũng trả lời câu hỏi tương tự. Hoàng cho biết tài chính của Phúc Châu có hạn, kinh phí cấp trên phân bổ cũng không nhiều. Mặc dù Phúc Châu đã nhiều lần sửa chữa đê Trường Khai trong những năm gần đây, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Hoàng Xiaodong cho biết lũ lụt vượt quá kỷ lục lịch sử, chất lượng đất của thân đê và nền đê kém và vết vỡ của đê nằm ở vị trí nước dâng cao nhất của dòng chảy. Đây là ba nguyên nhân chính dẫn đến sạt lở đê. Tính đến thời điểm hiện tại, không có ai chết. Theo ước tính, vụ sập bờ kè gây thiệt hại tổng cộng khoảng 1 tỷ nhân dân tệ và số liệu thống kê chính thức sẽ không được công bố cho đến khi nước rút. Sau khi việc phong tỏa Trường Khai hoàn tất trong vài ngày tới, chính quyền địa phương sẽ ngay lập tức sử dụng các phương tiện và thiết bị bảo tồn nước khác nhau để thoát lũ trong vùng thiên tai, nhằm đảm bảo người dân có thể gieo cấy lúa vụ 2 đúng thời vụ và giảm thiểu thiệt hại, đồng thời tiến hành vệ sinh khử trùng để đảm bảo không để xảy ra dịch bệnh lớn sau thảm họa lớn. Theo thông tin từ đơn vị cảnh sát thủy điện Vũ Trang, tính đến 6 giờ tối qua, Trường Khai đã hoàn thành việc bịt kín lỗ thủng 171,7 m. CEO Zhang Zhong, Phó Chính ủy Quân đoàn Thủy điện số 2 thuộc lực lượng cảnh sát Vũ Trang cho biết, việc tăng tốc là do giải quyết được trở ngại lớn nhất chính là đường giao thông. Đơn vị thủy điện và cảnh sát Vũ Trang đặc biệt sử dụng máy móc hạng nặng để sửa chữa đường đắp. Theo thống kê từ Trụ sở Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Quốc gia Trung Quốc và Bộ Nội vụ, tính đến nay gần 73 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở 23 tỉnh, khu tự trị trên cả nước trong năm nay. Đã có 392 người chết do thiên tai, 143 người mất tích, thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 88,1 tỷ nhân dân tệ.
Theo giới thiệu của Ủy ban Quốc phòng, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn gần đây, hồ chứa Danjai ở huyện Yanfeng, tỉnh Kuansan, tỉnh Quý Châu đã bị sập do lũ lụt vào khoảng 8 giờ ngày hôm qua. Không có người nào bị nguy hiểm ở hạ lưu hồ chứa và không có thương vong do sự cố vỡ đập. Đây là sự cố vỡ đập hồ chứa loại nhỏ thứ 6 trên cả nước kể từ mùa lũ năm nay. Để đối phó với các vụ sạt lở đất đai và tai nạn hồ chứa nghiêm trọng gần đây ở Quý Châu và các tỉnh và khu vực khác, Bộ Quốc phòng đã ban hành một thông báo khẩn cấp, yêu cầu tất cả các tỉnh, khu tự trị và thành phố đặt an toàn tính mạng của người dân lên hàng đầu và dự đoán nguy cơ kịp thời, kiên quyết di chuyển dân ra khỏi vùng ảnh hưởng của thiên tai lũ quét và vùng bị uy hiếp ở hạ lưu các hồ chứa nguy hiểm. Thưa quý vị, Nhật báo Chiết Giang đưa tin vào khoảng 3 giờ chiều ngày hôm qua, bầu trời ở trung tâm thành phố Hàng Châu đột nhiên nhiều mây, có gió mạnh, sấm sét và mưa dông bất ngờ khiến người qua đường hoảng loạn. Phóng viên nhìn thấy trên đường phố Hàng Châu, nhiều cảnh sát giao thông đang giữ trật tự, đứng chen vào dòng xe cộ dưới trời mưa lớn. Nước mưa thấm qua áo mưa, không có chỗ nào khô trên người. Theo Cục Khí tượng Hàng Châu, từ 13 giờ đến 16 giờ ngày hôm qua, mưa bão rất dữ dội, lượng mưa trong thời gian ngắn ở Sisa, Yuhang và những nơi khác ở phía bắc trung tâm thành phố Hàng Châu lên tới 80mm. Tính đến thời điểm hiện tại, Chuan, Jinde và những nơi khác ở khu vực Hàng Châu vẫn đang có mưa lớn. Bắc Chiết Giang hứng chịu mưa xối xả, cho thấy vành đai mưa đang di chuyển về phía Bắc. Đài quan sát khí tượng tỉnh cho biết rằng, khu vực Nam Trung Bộ của tỉnh Chiết Giang vẫn là vùng ảnh hưởng nghiêm trọng của mưa lớn. Làng An Phúc ở thành phố Long Tuyển đã trở thành khu vực có lượng mưa lớn nhất trong đợt mưa lớn thứ 3. Từ 8 giờ sáng đến 16 giờ chiều hôm qua, lượng mưa cục bộ đã lên tới 99,2 mm. Cục khí tượng Long Tuyển đã kích hoạt tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng. Kính thưa quý vị, mưa lớn và sấm sét đã làm ít nhất 20 người chết và 34 người mất tích tại Trung Quốc. Hàng ngàn nhà cửa cũng bị phá hủy hoặc hư hại, có ít nhất 11 người chết và 34 người bị mất tích vì bùn đá do dòng lũ cuốn theo tại hai hạt thuộc tỉnh Vân Nam. Tính đến ngày hôm nay, hơn 3.000 ngôi nhà tại tỉnh cũng bị tàn phá sau cơn bão quét qua đây vào ngày thứ hai. Tân Hoa Xã cho biết 4 người khác cũng bị chết tại khu vực Guangxi vì bị nước và bùn trượt xuống từ núi sau khi có mưa lớn tại đây. Hai hạt Yijiang và Longchuan có mưa bắt đầu từ 2 giờ chiều thứ hai, kéo dài trong vòng 14 giờ, có lượng mưa lên đến 261mm, gây nên lũ lớn và trượt bùn đá. Trong 3 ngày qua, tại tỉnh Quảng Đông cũng đã có đến 5 người chết vì bị sét đánh. Trong năm qua, tại đây đã có 48 người chết và 39 người bị thương vì sét đánh. Vào ngày thứ 3, một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter đã làm ít nhất 23 người chết và 13 người bị mất tích tại Đài Loan. Trận động đất xảy ra vào lúc 3 giờ 32 phút chiều giờ địa phương, có tâm địa chấn cách Siau 49,7 km về phía đông bắc và sâu 9,8 km dưới mặt nước biển. Các chấn động rung đã ảnh hưởng đến những tòa nhà cao tầng tại Đài Bắc và các thành phố phía Bắc. Nhưng các nhà địa chấn học cho biết hy vọng sẽ không có những thiệt hại nghiêm trọng. Thưa quý vị, trong khi miền Bắc Trung Quốc đang trải qua một đợt nắng nóng với nhiệt độ lên đến 42 độ C, thì tình hình mưa lũ vẫn còn hoành hành tại miền Nam, làm hàng chục người mới thiệt mạng. Đường phố ở Uyu, miền Nam Trung Quốc chìm ngập trong nước. Ngày hôm qua, chương trình phân phát khăn ướt cho học sinh bắt đầu được triển khai tại các trường học ở Bắc Kinh nhằm giúp học sinh chống nóng khi học. Trong khi đó, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không nên ra đường do nhiệt độ đã vượt lên 42 độ C. Giới báo chí, truyền thông đưa ra nhiều lời khuyên chống nóng cho các thai phụ, người cao tuổi và những người có vấn đề về tim mạch. Trái ngược với tình hình nắng nóng ở miền Bắc, những trận mưa như thác đổ đang gây ngập lụt và lở đất ở miền Nam nước này. Theo thống kê chưa đầy đủ, có 26 người thiệt mạng tại 3 tỉnh miền Nam, một phụ nữ tại Bắc Kinh nghỉ mệt dưới tán dù mang theo. Giao thông tại phía đông tỉnh Quảng Đông bị rối loạn, một tuyến đường sắt dẫn đến Hồng Kông đã bị ách tắc khiến giao thông chậm trễ, mực nước các con sông trong khu vực đã vượt quá mức báo động, chỉ tại Hà Sung Trang. Phía bắc tỉnh Phúc Kiến đã có hàng chục vụ lở đất. Còn tại Đài Loan, mưa lớn kéo dài trong thời gian ngắn sau khi đổ bộ vào miền Bắc Đài Loan ngày hôm qua, đến rạng sáng nay đã gây thiệt hại nặng nề cho miền Trung và miền Nam Đài Loan. Có thể nói khu vực Yulin gần như bị tê liệt hoàn toàn. Vào đầu giờ tối hôm qua, một trận mưa lớn đã ập đến Vân Lâm. Trận mưa lớn đêm qua đã gây ra lũ lụt trên diện rộng và đã xảy ra nhiều thảm họa ở khu vực Vân Lâm. Những người nông dân thức dậy vào buổi sáng và phát hiện ra rằng những vụ lúa sắp thu hoạch đều bị ngâm trong nước lũ. Và sáng sớm, Lee Jin-jong, chánh án quận Yulin đã tuyên bố đình chỉ công việc và các lớp học trên toàn quận. Tuy nhiên, một số cư dân mạng cho rằng chính quyền phản ứng quá chậm và họ chỉ biết đó là ngày nghỉ sau khi họ đi ra ngoài.
ở Yunnan, Con Lạnh, Dahoku đã tràn bờ kè vào sáng sớm gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Do tác động mạnh của nước sông nên ở miền núi cũng có cầu bị gãy. Ngoài ra, đường ray không chạy được do tàu bị ngập nước, giao thông tê liệt, đường sắt Trung Quốc phải sử dụng vận tải hành khách để nối chuyến hành khách. Vào lúc 4 giờ chiều, mưa lớn đã gây ra thiệt hại nông nghiệp ước tính ban đầu là 9,99 triệu nhân dân tệ và diện tích cây trồng bị thiệt hại là 838,24 ha. Thiệt hại về sản xuất chăn nuôi hiện tại là 2.732 triệu nhân dân tệ và thiệt hại của các trang trại gia cầm trong khu vực lũ lụt vẫn chưa thể ước tính được. Các đoạn đường vẫn bị đóng gồm Wukang Township, đường hầm của Huawei Chetachen, cầu Dunan Sanje tuyến Jun 96, cầu Nancy, cầu Tuku và cầu Renzen, cầu nổi trên mặt nước đường công nghiệp ở mương sau của Bejiang. Do bị ảnh hưởng bởi sông bão và Phong bị mắc kẹt gây mưa lớn tại Quảng Đông, Trung Quốc đại lục, mưa lớn kéo dài từ thứ Năm tuần trước khiến nước sông ở nhiều nơi dâng cao. Thâm Quyến và những nơi khác bị ngập lụt, hơn 100.000 người bị ảnh hưởng. Cho đến nay đã có 2 người đã chết ở tỉnh Quảng Đông và hơn 100.000 người đã bị ảnh hưởng. Đài quan sát khí tượng đại lục dự báo, tại tỉnh Quảng Đông bao gồm cả Châu Thổ, sông Châu Giang, mưa lớn sẽ tiếp diễn trong 3 ngày tới, có nơi có gió giật mạnh cấp 8. Kính thưa quý vị, tính đến tối qua, động đất kép tại thành phố Nha An, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc đã khiến ít nhất 28 người thương vong. Trong đó, trận động đất mạnh 6,1 độ được xác định là dư chấn của một trận động đất từ năm 2013. Tính đến tối qua, hai trận động đất có cường độ 6,1 độ Richter và 4,5 độ Richter xảy ra tại thành phố Nha An, tỉnh Tứ Xuyên đã khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và 14 người bị thương. Tất cả số người chết và bị thương đều ở huyện Bảo Hưng, nơi xảy ra động đất 4,5 độ Richter. Theo thông tin từ cuộc họp báo tổ chức tối cùng ngày, Cục Địa chấn tỉnh Tứ Xuyên dẫn phân tích của các chuyên gia cho biết trận động đất 6,1 độ Richter là dư chấn của trận động đất 7 độ Richter xảy ra từ ngày 20 tháng 4 năm 2013. Hai trận động đất này cách nhau 9 km. Trước đó, theo thông tin từ mạng lưới động đất quốc gia Trung Quốc, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã xảy ra ở huyện Lô Sơn, thành phố Nha An, tỉnh Tứ Xuyên vào lúc 17 giờ chiều ngày hôm qua theo giờ địa phương với độ sâu chấn tiêu 17 km. Sau đó 3 phút, một trận động đất khác có cường độ 4,5 độ ở độ sâu 18 km cũng xảy ra tại huyện Bảo Hưng thuộc thành phố này. Các nhà chức trách thành phố Nha An đã điều động hơn 4.500 người đến khu vực động đất, gồm các nhân viên cứu hộ, lính cứu hỏa và quân đội. Theo thống kê sơ bộ, có 196 sự cố địa chất tiềm ẩn trong vòng 20 km tính từ tâm chấn. Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó cấp độ 3 về phòng chống thiên tai địa chất và cử đoàn chuyên gia đến khu vực động đất. Các chuyên gia nước này cho biết đây là trận động đất có cường độ lớn nhất trong 9 năm qua tại khu vực này, đồng thời dự báo những trận động đất lớn hơn có khả năng xảy ra tại đây trong những ngày gần đây. Tỉnh Tứ Xuyên là khu vực dễ xảy ra động đất ở Trung Quốc. Năm 2008, một trận động đất mạnh 8 độ Richter đã xảy ra tại huyện Vân Xuyên của tỉnh này, đã gây ra thiệt hại lớn về người và của, cướp đi sinh mạng của hơn 69.000 người. Vào đầu giờ ngày hôm qua, hai thôn Jiangtun và Jiangkontun ở thị trấn Guangjianghuang, huyện Ma Long lại hứng chịu mưa lớn khiến tổng cộng 1.595 hộ gia đình và 6.380 người bị ảnh hưởng. Từ khoảng 11 giờ 30 phút tối qua đến 5 giờ sáng ngày hôm qua, hai thôn Jiangtun và Jiangkontun ở thị trấn Guangjianghuang, huyện Ma Long lại hứng chịu mưa lớn khiến tổng cộng 6.380 người trong 1.595 hộ gia đình bị ảnh hưởng và hơn 100 ngôi nhà bị ngập lụt. 6.289 hecta hoa màu bị hư hại, bao gồm 1.735 hecta thuốc lá sấy khô, 2.900 hecta lúa, 1.290 hecta ngô, 284 hecta cúc vạn thọ, khoai tây, tiêu và các loại cây trồng khác, 400 mét đường bị cuốn trôi, 2.815 mét mương bị sạt lở tại 12 điểm, thiệt hại kinh tế 3,6 triệu nhân dân tệ. Đến 8 giờ sáng hôm qua, nước lũ đã rút, cuộc sống của người dân đã trở về trạng thái an toàn. Người dân được di rời đã trở về bản làng, không có thiệt hại về người. Sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo chính của các quận, huyện đã kịp thời đến tuyến đầu xảy ra thiên tai để kiểm tra tình hình, thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng. Ngoài ra, tính đến 4 giờ chiều ngày hôm qua, 15 đường dây cấp điện ở quận Ma Long đã được sửa chữa với tỷ lệ cung cấp điện là 94%. Một đường dây hiện vẫn đang được sửa chữa, 50% diện tích của quận đã được kết nối nước và thông tin liên lạc và các khu vực khác đang được sửa chữa, dự kiến sẽ được hoàn thành trong vòng 3 ngày.
các lớp học đã trở lại bình thường. Trường mẫu giáo, chính quyền cấp quận và trường trung học cơ sở số 4 Ma Long dự kiến sẽ mở cửa trở lại đầy đủ vào ngày hôm nay. Các con đường trong khu vực xảy ra lũ lụt đã trở lại trường học, thông tin liên lạc diễn ra bình thường. Đảm bảo không có dịch bệnh hay thương vong mới tại các vùng bị thiên tai, 165 người bị thương cũng được cứu chữa kịp thời. Hiện tại, nhiều công việc cứu trợ thiên tai, khôi phục và tái thiết đang được tiến hành một cách nhanh nhất. Thưa quý vị, vào lúc 8 giờ tối ngày hôm qua, trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ An Hán tỉnh Phúc Kiến đã tổ chức một cuộc họp video về phòng chống và cứu trợ thiên tai hiện nay. Được biết, mưa lớn sẽ tiếp tục ở tỉnh Phúc Kiến trong 2 ngày tới và tình hình lũ lụt vẫn còn nghiêm trọng. Hiện toàn tỉnh đã di chuyển hơn 600.000 người. Dự kiến trong 2 ngày tới, hầu hết các khu vực của tỉnh Phúc Kiến sẽ có mưa to, lượng mưa trong 24 giờ từ 80 đến 120mm, trong đó có khu vực Long Nham có mưa to, Trương Châu, Tuyền Châu và phía đông Tam Minh với lượng mưa vượt quá 150mm. Lượng mưa đi kèm với thời tiết đối lưu mạnh như sấm sét và gió giật mạnh cấp 6, cấp 9. Cho đến nay, gần 3 triệu người ở hơn 60 quận thuộc 8 huyện và thành phố ở tỉnh Phúc Kiến, ngoại trừ Hạ Môn đã bị ảnh hưởng do mưa lớn gây lũ lụt, hơn 600.000 người phải di rời, hơn 50.000 ngôi nhà bị sập, 86 người chết và 92 người mất tích. Cho đến nay, tỉnh Phúc Kiến chưa nhận được báo cáo nào về dịch bệnh. Lãnh đạo chính của tỉnh Phúc Kiến yêu cầu tất cả các địa phương và các ban ngành tiếp tục lấy công tác phòng chống lũ lụt, cứu trợ thiên tai làm nhiệm vụ chính hiện nay, làm tốt các nhiệm vụ khác nhau như dự báo và cảnh báo sớm, sửa chữa khẩn cấp, chuyển giao an toàn, vệ sinh phòng dịch, xây dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất. Ưu tiên hàng đầu của công tác phòng chống thiên tai hiện nay là di rời kịp thời người dân ở các điểm thiên tai, địa chất và vùng nguy hiểm, tăng cường lực lượng trực kiểm tra kè, hồ chứa, loại bỏ nguy hiểm trong thời gian ngắn và đảm bảo rằng các con đập sẽ không bị đổ vỡ. Các biện pháp vệ sinh và phòng chống dịch bệnh ở Nam Ping, Sam Minh và Long Yan Daily phải được theo dõi và báo cáo thường xuyên. Kể từ đầu tuần này, mưa lớn tiếp tục xảy ra tại tỉnh Phúc Kiến. Quá trình mưa lớn quét qua Bắc Trung Bộ Phúc Kiến từ Bắc xuống Nam và từ Nam lên Bắc, cường độ mưa lớn, thời gian kéo dài, mưa trên diện rộng, cường độ cao và mức độ nghiêm trọng của thiên tai là hiếm có trong lịch sử Phúc Kiến. Quý vị thân mến, hàng trăm ngàn người đã phải sơ tán khỏi nhà cửa của họ ở miền Nam Trung Quốc, trong đó có tỉnh Quảng Đông và Giang Tây, trong bối cảnh lũ lụt và lở đất xảy ra khi khu vực này hứng lượng mưa lớn nhất kể từ năm 1961. Theo hãng tin Reuters, hai tỉnh ở miền Nam Trung Quốc là Quảng Đông và Giang Tây nâng mức cảnh báo lũ lụt khi nước sông tràn bờ và dâng cao kỷ lục, buộc người dân phải sơ tán và công việc bị gián đoạn sau nhiều tuần mưa như trút nước. Thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông, nơi có lượng mưa trung bình kể từ cuối tháng vừa qua đã phá vỡ kỷ lục, nâng cảnh báo lũ lên cấp 1, cấp cao nhất. Chính quyền địa phương yêu cầu cư dân dọc theo bờ sông và ở các khu vực trũng thấp di chuyển đến vùng đất cao hơn sau khi nước lũ tại đây đạt mức cao nhất trong 50 năm. Hình ảnh được truyền thông Trung Quốc đăng tải cho thấy cảnh người dân tụ tập tại các trường học được chuyển đổi thành nơi trú ẩn tạm thời ở thành phố Thiều Quan của tỉnh Quảng Đông. Hàng trăm cái lều được dựng lên trên sân thể thao. Thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông gần Thiều Quan cũng nâng cảnh báo lũ lên mức cao nhất vào khoảng giữa trưa cùng ngày khi nước dâng. Hôm qua, chính quyền tỉnh Quảng Đông cho biết hơn 200.000 người đã được sơ tán trong thời gian xảy ra mưa lũ và đến nay tỉnh này hứng chịu thiệt hại ước tính khoảng 1,7 tỷ nhân dân tệ, khoảng 254 triệu đô la Mỹ. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, tại tỉnh Giang Tây, chính quyền đưa ra báo động đỏ về lũ lụt sau khi 485.000 người ở 9 huyện bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế tại đây lên tới 470 triệu nhân dân tệ, khoảng 70,21 triệu đô la Mỹ với 43.300 ha cây trồng bị hư hại. Tại tỉnh Phúc Kiến, hơn 220.000 người phải sơ tán kể từ đầu tháng này vì lũ lụt, theo Tân Hoa Xã. Ở Quảng Tây, nước đục ngầu tràn ngập các khu vực đô thị và lực lượng cứu hộ di tản dân trên xuồng cao su. Mùa mưa kéo theo lũ lụt diễn ra ở Trung Quốc hầu như mỗi năm. Tuy nhiên, các nhóm môi trường cảnh báo biến đổi khí hậu có thể mang đến những trận mưa lớn hơn và thường xuyên hơn. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, lượng mưa trung bình ở các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và Quảng Tây từ đầu tháng qua đến giữa tháng này năm nay đạt 621mm, cao nhất kể từ năm 1961, với những trận mưa lớn tiếp tục tấn công các khu vực phía Nam và phía Đông Trung Quốc. Thời báo Hoàn Cầu đầu tuần này cho biết 85 con sông trên toàn quốc đã trải qua lũ lụt trên mức cảnh báo. Thưa quý vị, do mưa lớn liên tục ở lưu vực sông Dương Tử ở Trung Quốc đại lục gần đây, thượng nguồn hồ chứa bị ngập lụt. Mực nước dâng cao cuốn trôi nhiều bờ kè của hồ Poyang, những ngôi nhà và đất canh tác xung quanh bị ngâm trong nước, tính đến nay đã hơn một tuần. Vài ngày trước, các thị trấn xung quanh sông Dương Tử ở tỉnh An Huy cũng hứng chịu thảm họa, An Khánh và những nơi khác bị ngập lụt nghiêm trọng, nước vẫn còn tích tụ cho đến ngày nay.
Ngoài ra, Giang Tây còn dùng một chiêu chống lũ kỳ lạ, dùng xe tải chở đầy hàng hóa để trấn giữ cầu Cửu Giang. Do mực nước sông Dương Tử dâng cao đã làm ngập hồ Bà Dương, Cửu Giang, Thượng Nhiêu và những nơi khác ở tỉnh Giang Tây bị lũ lụt vào ngày hôm kia. Hiện tại, mực nước sông Dương Tử ở thành phố Cửu Giang cao hơn mực nước sông Dương Tử kè. Ông Su, một người dân ở huyện Bà Dương, Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây cho biết, hai ngày qua không có mưa, nước chỉ rút một chút. Mực nước hồ Bà Dương vẫn cao hàng chục cm, nước cao hơn mặt đường. Ông Su, một người dân ở huyện Poyang, Sanrao, Yangtze cho biết, lũ lụt rất nghiêm trọng, nó bắt đầu lũ vào ngày hôm kia. Hồ chứa nước ở thượng nguồn tràn qua, mực nước cao hơn một chút so với năm 1998. Đường sáng ngập và đập sông vỡ cuốn trôi nhiều nhà cửa, ruộng lúa còn ngập trong nước nhiều ngày hư hỏng hết rồi. Họ chỉ giữ ở các vùng thượng nguồn và các thành phố lớn, còn họ hy sinh những nơi nhỏ. Trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ An Hán tỉnh An Huy đã ban hành lệnh vào ngày hôm qua, yêu cầu 5 thành phố An Khánh, Trì Châu, Thông Linh, Vu Hộ và Mã An Sơn ngay lập tức sơ tán người dân khỏi Giang Tân Châu trên sông Dương Tử và bến Thượng Hải. Lũ lụt ở An Khánh và Thông Linh trước đây rất nghiêm trọng và video hôm vừa qua cho thấy An Khánh bị ngập lụt. Ông U, một người dân ở An Khánh, An Huy cho biết, mưa hơn một tháng rồi, ngày nào cũng mưa to 7-8 tiếng, thành phố An Khánh ngập lụt vì mực nước sông Dương Tử dâng cao quá rồi, hồ chứa đều đã vượt quá giới hạn lũ rồi, họ buộc phải xả lũ và gây ra ngập úng, rồi tìm cách dùng máy bơm để tiêu lũ, bây giờ thì rất khó. Hôm đầu tuần, cấp trên ra lệnh đào kè sông Dương Tử tại Tân Cương Vệ thuộc thị trấn Xeo Chi, huyện Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc. Nước lũ từ sông Dương Tử tràn vào hơn 10.000 ha đất bị ngập. Cầu Cửu Giang giữa thị trấn Xeo Chi và thành phố Cửu Giang đã bị cư dân mạng vạch trần vào ngày hôm qua. Một hàng dài xe tải hạng nặng chở hàng hóa ép xuống cầu Cửu Giang. Bà Vương ở thị trấn Xeo Chi, huyện Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc cho biết, địa hình bên ngoài đập rất thấp, một số ngôi nhà cũ sẽ bị nhấn chìm khi mực nước dâng cao sau mưa lớn. Có một cây cầu trên sông Cửu Giang, họ đậu xe trên cầu, ở đó có thể rất nguy hiểm. Gần đây, cư dân mạng khắp nơi trên thế giới đã đăng tải video cho thấy mực nước sông Dương Tử đã vượt quá mức cảnh báo. Chẳng hạn như Quan Âm Các ở Ngạc Châu đã tồn tại trên sông Dương Tử trong 700 năm đã bị ngập lụt. Tháp Trung Giang ở Vu Hồ, An Huy trên bờ kè ở giao lộ với sông Dương Tử đã trở thành một điểm thu hút lớn trong mùa lũ và mực nước sông Dương Tử ở Nam Kinh đã tràn đến khu đô thị. Quý vị thân mến, sau trận động đất 6,8 độ Richter ở huyện Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc, đến nay đã có 13 đợt dư chấn xảy ra quanh khu vực này, khiến công tác cứu hộ thêm phần khó khăn. Trong khi đó, số người thiệt mạng và bị thương vẫn không ngừng gia tăng. Theo số liệu thống kê mới nhất vừa công bố sáng nay, tính đến 21 giờ ngày hôm qua, trận động đất 6,8 độ Richter đã làm rung chuyển huyện Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên và cướp đi sinh mạng của ít nhất 114 người. Hiện vẫn còn 48 người mất tích và 305 người bị thương. Theo Cơ quan Quản lý Động đất Trung Quốc, trận động đất ở Lô Định là cơn địa chấn lớn nhất ở tỉnh Tứ Xuyên kể từ sau trận động đất 7 độ Richter ở Cửu Trại Câu. Tính đến 8 giờ sáng ngày hôm qua, Tứ Xuyên đã ghi nhận 13 đợt dư chấn, trong đó 11 trận từ 3 đến 3,9 độ Richter và 2 trận từ 4 độ Richter trở lên. Dư chấn mới nhất vừa xảy ra sáng sớm nay và có cường độ lên tới 4,5 độ Richter ở huyện Thạch Miên, một trong hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của động đất gần huyện Lô Định. Trung Quốc đã điều động hơn 7.560 nhân viên cứu hộ, gồm binh sĩ, nhân viên cứu hỏa và y tế của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA, cùng 11 chiếc máy bay trực thăng tham gia tìm kiếm người bị nạn và cứu hộ tại hiện trường. Do tâm chấn nằm ở huyện Lô Định, khu vực có nhiều đồi núi và cách xa các tỉnh lân cận, cơ sở hạ tầng điện, nước và viễn thông tại đây bị hư hại nghiêm trọng. 342 ngôi nhà bị sập và 14.210 ngôi nhà bị hư hại. 6 khách sạn và hàng nghìn người lưu trú tại đây cũng bị ảnh hưởng. Hơn 200 người vẫn đang bị mắc kẹt tại công viên rừng băng quốc gia trong khu du lịch Hải Loa Câu. Trận động đất đã làm mất điện ở một số thị trấn, làm sập nhiều đường cao tốc và hỏng 8 nhà máy thủy điện từ nhỏ tới trung bình. Hôm qua, dựa trên ước tính lượng mưa lớn trong 3 ngày tới, các chuyên gia cảnh báo rủi ro một số hồ lớn sẽ hình thành sau trận động đất. Số liệu thương vong do trận động đất 6,8 độ Richter xảy ra ở huyện Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh. Tính đến sáng nay, tổng số thương vong đã lên tới hơn 3.500 người. Theo thông tin từ Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết, tính đến 7 giờ sáng nay, trận động đất mạnh 6,8 độ Richter làm rung chuyển huyện Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc đã khiến ít nhất 114 người thiệt mạng, 428 người bị thương và 12 người mất tích. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, cũng đến sáng nay đã được ghi nhận tổng cộng 14 trận dư chấn có cường độ từ 3 độ Richter trở lên, trong đó dư chấn lớn nhất là 4,2 độ Richter. Hơn 50.000 người đã phải di rời.
Sáng cùng ngày, hơn 2.100 sĩ quan, cảnh sát vũ trang và binh sĩ thuộc chiến khu miền Tây của nước này đã được huy động đến khu vực tâm chấn để hỗ trợ vận chuyển người bị thương, khai thông đường xá và tìm kiếm người bị nạn. Cơ quan quản lý động đất Tứ Xuyên đã nâng mức phản ứng khẩn cấp động đất của tỉnh lên cấp 1 vào đêm ngày hôm qua, mức cao nhất trong hệ thống ứng phó khẩn cấp động đất 4 cấp của Trung Quốc. Cơ quan quản lý động đất của chính phủ Trung Quốc cũng kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp độ 2. Hơn 530 người đã bị mắc kẹt trên đường cao tốc từ huyện Lô Định tới huyện Thạch Miên, hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận động đất lần này. Các trạm thu phí đường cao tốc trên toàn tỉnh Tứ Xuyên đã mở hơn 800 luồng đường đặc biệt phục vụ cứu trợ khẩn cấp động đất. Cũng trong sáng ngày hôm nay, huyện Lô Định, nơi tâm chấn lần này, đã chính thức đăng thông báo về việc nhận quyên góp cứu trợ thiên tai ngoài xã hội do chịu tác động nặng nề và phạm vi rộng từ trận động đất nghiêm trọng này. Động đất diễn ra trong bối cảnh Tứ Xuyên đang phải đối phó với đợt bùng phát COVID-19 mới. Toàn bộ hơn 25 triệu dân ở thành đô, thủ phủ tỉnh này đang chịu sự quản lý tính toàn khu vực, tức là về nguyên tắc không được ra khỏi nhà. Các nhà chức trách thành đô đã phải ra một tuyên bố sáng ngày hôm nay nhấn mạnh cần ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng của người dân và cho phép họ di rời đến nơi an toàn trong trường hợp xảy ra động đất, hỏa hoạn, lũ lụt và các thảm họa khác. Được biết, thành đô cách tâm chấn khoảng 230 km, thành phố này đã cảm nhận rõ độ rung lắc khi trận động đất mạnh 6,8 độ Richter tấn công huyện Lô Định vào trưa ngày hôm qua. Mưa lớn tại Trung Quốc trong những ngày qua đã gây ra hai vụ lở đất chôn vùi 150 người dân. Mưa lớn xảy ra tại khu vực miền Trung Trung Quốc đã khiến 35 người thiệt mạng, trong khi hơn 196 người dân phải rời bỏ nhà cửa. Các quan chức nước này cho biết lượng mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày đã gây ra hiện tượng sạt lở đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Trong ngày hôm nay, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công 350 người bị mắc kẹt trong các vụ lở đất. Các nỗ lực cứu hộ tập trung vào Hà Bắc, nằm cách 100 km về phía đông bắc thủ đô Bắc Kinh. Tại đây, các cơ quan chức năng ghi nhận có 3 ngôi làng đã chìm sâu trong dòng nước lũ. Trong một cuộc họp khẩn tại Hà Bắc, các quan chức thuộc Tổ chức Chữ thập đỏ của Trung Quốc bày tỏ lo ngại rằng số người chết có thể cao hơn con số thống kê chính thức từ phía chính phủ. Cuộc họp cho thấy khoảng 300-400 người có thể đã chết trong vụ lở đất tại Hà Bắc. Reuters trích lời ông Vương Đông, Giám đốc Tổ chức Chữ thập đỏ Trung Quốc. Trước đó, chính phủ Trung Quốc đưa ra con số 150 người đã được các lực lượng cứu hộ giải cứu khỏi khu vực Hà Bắc, trong khi vẫn đang còn 150 người mắc kẹt trong dòng nước lũ. Trong khi đó, tại Pukrakotia, một vụ lở đất cũng đã xảy ra cướp đi sinh mạng của 16 người dân. Mưa lũ gây chết người thường xuyên xảy ra tại Trung Quốc, đặc biệt là trong mùa mưa, diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng này cho tới tháng 9. Còn lũ lụt ở lưu vực sông Dương Tử vẫn chưa giảm. Sau khi trận lũ số 2 trên sông Dương Tử đi qua đập Tam Hiệp vào sáng ngày thứ Năm, Cục Thủy văn của Ủy ban sông Dương Tử thuộc Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo lũ màu da cam đối với sông Gia Lăng và sông Phúc Giang ở Trung Quốc. Dự báo hôm nay thượng nguồn sông Dương Tử sẽ có một đợt trận lũ mới. Đỉnh lũ số 2 sông Dương Tử năm nay đi qua khu vực hồ chứa Tam Hiệp vào khoảng 8 giờ sáng ngày thứ Năm, lưu lượng nước đổ về cao tới 62.000 m3 trên giây, cao hơn trận lũ trước đây. Nếu sông Dương Tử một lần nữa hình thành trận lũ, nó sẽ trở thành trận lũ thứ 3 trong năm nay và khoảng thời gian cách nhau chỉ từ 2 đến 3 ngày. Cục Thủy văn của Ủy ban sông Dương Tử cũng thông báo rằng trận lũ số 2 của sông Gia Lăng năm nay tại một nhánh của sông Dương Tử đã hình thành vào ngày hôm nay. Thời điểm hình thành trận lũ số 1 của sông Gia Lăng năm nay chỉ cách 3 ngày là đến trận lũ số 2. Chính quyền quận Lạc Dương đã ban hành lệnh khẩn cấp vào tối nay, nói rằng đỉnh của sông Gia Lăng sẽ đi qua quận vào lúc 8 giờ tối nay. Nước sẽ dâng đến tầng 1 và tầng 2 của ngôi nhà. CCTV News đưa tin rằng Cục Thủy văn của Ủy ban sông Dương Tử đã yêu cầu người dân ở sông Phú Sĩ, đoạn Khu Tan của dòng chính của sông Dương Tử, dọc theo dòng chính của Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, cũng như khu vực Hồ Động Đình và Hồ Bà Dương, cần chú ý phòng chống lũ lụt. Báo cáo chỉ ra rằng do mưa lớn, thượng nguồn sông Phúc Kiến, tỉnh Tứ Xuyên, mực nước sông dâng tương đối lớn, mực nước tại một số trạm quan trắc không chỉ vượt ngưỡng cảnh báo mà còn vượt ngưỡng đảm bảo, mức quan trọng đối với sự an toàn của kè sông. Vì vậy, thành phố Trùng Khánh ở Hạ Lưu tiếp tục duy trì ứng phó chống lũ cấp 2 trong ngày hôm nay. Cục Thủy văn của Ủy ban sông Dương Tử dự đoán rằng sông Gia Lăng và sông Mân Giang sẽ duy trì lượng mưa lớn trong 2 ngày tới. Đài Thiên văn Phú Sĩ, Tiểu Hòa Bá sẽ lại hứng chịu lũ vượt mức nước đảm bảo trong 2 ngày tới và lũ lớn hơn sẽ xuất hiện trở lại. Theo thông tin cảnh báo sớm của Cục Thủy văn, cảnh báo lũ đối với Thượng, Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử cũng như khu vực Hồ Bà Dương và Hồ Động Đình vẫn được duy trì ở mức từ xanh lam đến cam.
Thưa quý vị, những trận mưa xối xả kéo dài nhiều ngày qua đã gây ra lũ quét sạt lở đất đá ở Trung Quốc. Các tỉnh như Tứ Xuyên và Cam Túc chìm trong nước bùn. Sông Dương Tử đã gây lũ số 2 và số 3 chỉ cách nhau 3 ngày. Ước tính dòng chảy vào đập Tam Hiệp tối đa sẽ lên tới 73.000 mét khối mỗi giây, lập kỷ lục với dòng chảy vào lớn nhất trong năm nay. Theo đó, 5 giờ sáng nay trên sông Hoàng Hà, cơ quan chức năng phát hiện lũ số 3 đã hình thành ở thượng nguồn, lưu lượng dòng chảy 5.550 mét khối trên giây, gấp đôi lưu lượng của trận lũ trước đó. Ủy ban bảo tồn nước sông Hoàng Hà cho biết do mưa bão liên tục, tốc độ dòng chảy đo được tại trạm thủy văn thông quan của sông Hoàng Hà đạt 5.550 mét khối mỗi giây vào lúc 5 giờ sáng hôm nay, tạo thành trận lũ thứ 3 của sông Hoàng Hà vào năm 2023. So sánh với trận lũ số 2 đo được trước đó, lưu lượng dòng chảy chỉ 2.500 mét khối trên giây, còn trận lũ số 3 thì lưu lượng vượt gấp đôi đợt trước. Cơ quan chức năng đã có thông báo gửi các cơ quan thủy lợi các tỉnh Sơn Tây, Thiểm Tây, Hà Nam, Sơn Đông, yêu cầu các tỉnh này làm tốt công tác phòng chống lũ lụt. Trận lũ số 2 của sông Dương Tử đã vượt qua đập Tam Hiệp lúc 8 giờ sáng ngày thứ Năm và trận lũ tiếp sức số 3 hình thành vào lúc 2 giờ chiều ngày thứ Bảy. Đài quan sát Cù Tang ở trung tâm Trùng Khánh đã đo dòng chảy của sông Dương Tử ở mức 55.400 mét khối mỗi giây. Lưu lượng tối đa của đập Tam Hiệp sẽ đạt khoảng 73.000 mét khối mỗi giây, lập kỷ lục với lưu lượng lớn nhất trong năm nay. Kính thưa quý vị, một trận lở đất xảy ra hôm qua tại một khu vực mỏ ngọc ở miền Bắc Trung Quốc chôn vùi khoảng 50 người. Theo Reuters đưa tin, trận lở đất xảy ra chiều qua ở Tây An, Thiểm Tây, phía Bắc Trung Quốc. Tây An là nơi có thể khai thác ra những viên ngọc chất lượng cao nhất thế giới. Chúng tôi nghe tin có khoảng 50 người bị chôn vùi và đã tìm thấy 4 hoặc 5 thi thể vào sáng nay. Du Nam, một công nhân thuộc một công ty khai thác ngọc hoạt động trong khu vực cho biết. Cảnh sát Tây An không thể xác nhận con số thương vong. Chúng tôi chưa nhận được thông tin từ lực lượng cứu hộ, một cảnh sát giấu tên nói. Chiến dịch cứu hộ đã bắt đầu và chúng tôi đang tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Chúng tôi chưa thể cung cấp con số cụ thể. AFP dẫn lời ông Bao Minh, quan chức chính quyền Tây An cho biết thêm. Tuy nhiên, Nhất Nam, một quan chức khác cho rằng chỉ có 3 hoặc 4 người mất tích. Một nhân chứng nữa mô tả các máy xúc đã được điều động để dọn dẹp đống đổ nát. Tây An tháng trước cũng hứng chịu một trận lở đất lớn làm 114 người chết. Hiện có khoảng 800 công ty khai thác ngọc hoạt động quanh Tây An, nhưng chỉ có khoảng 10 công ty chiếm ưu thế. Phần lớn ngọc khai thác ở Tây An được cho là bị buôn lậu sang các nước khác, nơi chúng có giá bán cao. Thưa quý vị, theo bản tin tức phát thanh truyền hình Trung ương của Đài Tiếng Nói Trung Quốc lúc 16:05 đêm hôm qua, một trận mưa lớn bất ngờ đổ xuống huyện Mã Long, Khúc Kinh, tỉnh Vân Nam, gây ra tình trạng lũ lụt nghiêm trọng ở quận và hàng chục ngàn người bị mắc kẹt trong vùng lũ. Được biết, từ 8 giờ tối qua, hạt Mã Long bắt đầu mưa to, đến 2 giờ đêm, hạt bắt đầu bị ngập nước. Đến nay, đã có hơn một nửa diện tích hạt Mã Long bị ngập lụt và phần sâu nhất của quận có mực nước từ 2 mét trở lên. Độ sâu trung bình là 1,22 mét, hàng chục nghìn công dân hiện đang bị mắc kẹt trong nhà. Để chống rò rỉ điện, hệ thống điện vùng ngập đã bị ngắt hoàn toàn, hệ thống thông tin liên lạc bị gián đoạn. Các xe thông tin liên lạc khẩn cấp, xe điện di chuyển đến những nơi có địa hình cao hơn để cấp điện. Cơ bản không có thương vong cho đến nay. Thành ủy, chính quyền thành phố và các quận ủy, chính quyền quận đã thành lập các đội chống lụt và cứu nạn để khẩn cấp triển khai công tác cứu hộ cứu nạn. Hiện gần 10.000 người đã được chuyển ra ngoài. Mưa lớn liên tục cũng đang tàn phá Trương Châu. Từ 20 giờ ngày thứ Hai đến 12 giờ ngày thứ Tư, thành phố Trương Châu trải qua những trận mưa to đến rất to và mưa to cục bộ. Lượng mưa lớn nhất đạt 275,8mm. Tính đến 14 giờ ngày hôm qua, có tổng cộng 26 điểm địa chất ở thành phố Trương Châu bị ngập sâu trong nước lũ. Tổng số 889 hộ gia đình với 3.341 người đã được tái định cư, trong đó quận Bình Hà đã chuyển 374 hộ gia đình với 1.496 người, nhiều nhất thành phố. Ngoài ra, Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt cho biết, kể từ giữa tháng trước, Trương Châu đã hứng chịu 2 trận mưa lớn. Chỉ trong 11 ngày có tổng cộng 131.400 người tại 75 thị trấn thuộc 10 quận huyện trong thành phố bị ảnh hưởng. 53 căn nhà bị sập nhưng không xảy ra thương vong, thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 137 triệu nhân dân tệ. Bắt đầu từ 11 giờ trưa hôm qua, nước ngập trên nhiều tuyến đường, trong đó có đường Anh Bân ở khu đô thị. Khi các phương tiện qua lại, nước bắn cao hơn cả người. Nhiều công nhân đang dọn nước ngập trên đường dưới trời mưa. Các công nhân nói với các phóng viên rằng do một máy bơm thoát nước không đủ nên họ phải dùng chổi để hút nước nhanh.
Tại huyện Anh Bân, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt, một số đoạn đường Jing Kai ở thị trấn Xiaoxi có nơi nước ngập sâu hơn 1 mét vào sáng hôm qua. Lượng mưa liên tục ở các khe nứt của núi chảy xuống khiến sạt lở đất và nhiều mối nguy hiểm khác tiếp tục xảy ra. Vào khoảng 4 giờ chiều ngày hôm qua, nhân viên của một trạm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng ở thị trấn Quốc Công, quận Long Văn đã phát hiện một vết nứt trên ngọn núi phía sau trạm chứa trong quá trình kiểm tra. Theo đo đạc được biết, vết nứt dài 120m, rộng 3-7cm và sâu 1m. Vết nứt cách tường kho xăng khoảng 40m. Một khi sạt lở đất xảy ra sẽ đe dọa trực tiếp đến nguồn cung cấp của kho chứa khí hóa lỏng. Trạm dự trữ khí hóa lỏng là một trong 4 trạm khí chính cung cấp cho Tương Thành và Long Văn. Sáng qua, Liu Wenbiao, Phó Thị trưởng thành phố Trương Châu đã vội đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ. Hiện tại, các rãnh thoát nước đã được lắp đặt tại các vết nứt. Vào lúc 12 giờ trưa hôm qua, Đài quan sát khí tượng Trương Châu lại phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng. Tuy nhiên, phân tích thời tiết cho thấy, thời tiết trong những ngày tới sẽ có nhiều mây và có nắng. Dự báo cho biết vào tối ngày kia, dông bão sẽ xảy ra ở trung tâm thành phố Quảng Châu. Văn phòng 3 phòng thủ của thành phố báo cáo rằng có nước ngập sâu tại nhiều nơi trong thành phố. Theo văn phòng Tam Bảo thành phố, vào khoảng 16 giờ 30 phút hôm qua, sau khi Sở Khí tượng thành phố phát tín hiệu cảnh báo mưa dông, Trung tâm Quản lý Thoát nước thành phố đã tổ chức cho thành phố và các quận, huyện triển khai tiêu úng. Dông bắt đầu vào lúc 17 giờ và kết thúc vào lúc 21 giờ. Trạm quan trắc lượng mưa hồ chứa Long Đông ghi nhận lượng mưa tối đa 184mm, mưa rào phổ biến ở các khu vực thành thị. Theo dự báo của Cục Khí tượng, hôm nay mưa sẽ mạnh dần. Từ ngày đến đêm hôm nay, Quảng Châu nhiều mây, có mưa to. Từ ngày mai và những ngày tiếp theo, ban ngày nhiều mây, có nơi mưa to đến rất to. Sở Quốc phòng của thành phố cho biết tất cả các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan cần làm tốt công tác phòng chống ngập úng, sạt lở đất, sạt lở đá ở đô thị và nông thôn và các thiên tai khác do thời tiết gây ra do sét và mưa lớn. Một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter xảy ra ở tỉnh Vân Nam, miền Nam Trung Quốc, khiến ít nhất 381 người thiệt mạng, hơn 1.800 người bị thương. Trận động đất xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều thứ Bảy vừa qua tại thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc. Tâm chấn được ghi nhận ở độ sâu 12 km dưới lòng đất. Theo báo cáo từ Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc CNNC, trận động đất làm ít nhất 367 người chết cùng hàng nghìn người bị thương. Tôi đang ở căn hộ trên tầng 5 thì cảm thấy rung lắc dữ dội, đồ đạc trong nhà liên tiếp rơi khỏi kệ. Xinhua dẫn lời người dân tại Chiêu Thông cho hay, một số địa phương khác như Côn Minh, Trùng Khánh, Lạc Sơn, Thành Đô cũng cảm nhận được cơn địa chấn. Hầu hết mọi người đều vội vã rời các tòa nhà và đổ xuống đường. Điện đã bị cắt, dịch vụ viễn thông cũng gián đoạn ở nhiều nơi. Động đất làm nứt vỡ nhiều nhà cửa và công trình công cộng. Quá nhiều tòa nhà bị phá hủy. Chúng tôi đang thu thập thêm thông tin về số người chết và bị thương, một quan chức địa phương nói. Cảnh sát và quân đội nhanh chóng có mặt tại hiện trường sơ tán và cứu nạn. Nhà chức trách gửi 2.000 liều bạt, 3.000 giường gấp, chăn, áo ấm đến khu vực bị ảnh hưởng để hỗ trợ người dân. Các nhân viên cứu hộ vẫn đang cố gắng tiếp cận các nạn nhân ở những thị trấn xa xôi ngay trong đêm. Hình ảnh trên trang xã hội Weibo cho thấy nhân viên cứu hộ rất vất vả tìm kiếm dưới đống đổ nát của các tòa nhà đã bị san phẳng. Nơi trận động đất xảy ra là khu vực miền núi, chủ yếu canh tác nông nghiệp và là nơi rất hay xảy ra động đất. Hội chữ thập đỏ Trung Quốc và các chi nhánh Hội chữ thập đỏ Hồng Kông, Macau và các tỉnh lân cận Tứ Xuyên đã gửi hàng cứu trợ. Năm 1974, một trận động đất xảy ra trên cùng khu vực đã cướp đi sinh mạng của 1.500 người. Tháng 5 năm 2008, một trận động đất mạnh 8 độ Richter xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên, giáp Vân Nam, làm chết hàng chục nghìn người và san phẳng một vùng rộng lớn. Giới chức Trung Quốc cho biết trận mưa bão lớn đã gây ra lũ lụt tại nhiều thành phố thuộc tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam nước này, khiến 2 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế. Tại thành phố Nghệ An, chính quyền địa phương cho biết mưa lớn bắt đầu từ sáng thứ Ba, gây lụt lội ở 3 vùng ngoại ô, ảnh hưởng tới đời sống của 16.900 người dân. Thời tiết xấu còn gây thiệt hại về kinh tế tới 125 triệu đô la Mỹ, khoảng 768 triệu nhân dân tệ. Nhằm bảo toàn tính mạng cho người dân, cơ quan chức năng đã sơ tán hơn 5.200 cư dân và khách du lịch ra khỏi những nơi bị ảnh hưởng do mưa lũ. Trong khi đó, lũ lụt còn gây sạt lở đất tại một số làng ở thành phố Bắc Xuyên. Cắt đứt thông tin liên lạc cũng như cản trở giao thông tại một số tuyến đường tại các vùng ngoại ô thành phố này.
ít nhất 2 người đã thiệt mạng, gần 42.000 người dân tại đây bị ảnh hưởng. Nhà chức trách địa phương đã sơ tán 2.019 cư dân nhằm đề phòng các sự cố có thể xảy ra. Lo ngại trước mức độ nghiêm trọng của mưa lũ, Ban Quản lý Sân bay Quốc tế Song Lưu đã phải hủy hơn 23 chuyến bay khứ hồi, ảnh hưởng đến 4.000 hành khách. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Tứ Xuyên đã nâng tình trạng mưa bão từ báo động màu da cam lên mức cao nhất màu đỏ và dự báo sẽ có mưa lớn kèm theo sấm sét tại các thành phố Thành Đô, Nhã An và Đức Dương. Cùng ngày, chính quyền tỉnh Tứ Xuyên cho biết một chiếc cầu bắc qua sông Bàn Giang ở thành phố Giang Du thuộc tỉnh này đã sập, khiến nhiều phương tiện và người đi bộ đang lưu thông trên cầu rơi xuống sông. Theo giới chức địa phương, vụ việc xảy ra vào lúc 11 giờ 30 phút theo giờ địa phương, thời điểm nhiều người và phương tiện trên cầu, do đó lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được chính xác số người bị nạn. Đến chiều cùng ngày mới cứu được 3 người. Giới chức địa phương đã khẩn cấp điều động 55 lính cứu hộ cùng 6 đội tàu thuyền để tìm kiếm những người bị nạn trong phạm vi 10 km dọc sông trên. Theo điều tra ban đầu, lưu lượng dòng chảy nước lũ đạt 25.000 mét khối mỗi giây là nguyên nhân có thể khiến cầu sập. Với chiều dài 200m và rộng 6m, cây cầu được xây dựng vào năm 1967, được tu sửa sau trận động đất 8,0 độ Richter xảy ra tại thành phố Vân Xuyên vào năm 2008. Kính thưa quý vị, ở miền Nam Trung Quốc vào ngày hôm nay, sau một trận lở đất khủng khiếp nhấn chìm cộng đồng những người đào vàng, thì có ít nhất 25 người thiệt mạng và 100 người bị mất tích. Lở đất xảy ra ở khu vực đồi núi hẻo lánh gần thị trấn Nhai Tự, thành phố Nhũ Sơn, tỉnh Sơn Đông. Quân đội đã cử một nhóm binh sĩ tới hiện trường vụ lở đất để đào bới các ngôi nhà bị vùi lấp, đưa thi thể những người thiệt mạng ra ngoài. Nhai Tự và thị trấn lân cận Nhai Sơn thu hút hàng ngàn người tới tìm kiếm vàng trong những năm qua và các hoạt động đào vàng hầu hết là bất hợp pháp tại đây đã gây ra hàng loạt vụ tai nạn chết người. Có 25 thi thể đã được đưa ra khỏi đống đổ nát trong vòng 5 giờ sau khi xảy ra vụ việc. Nhưng chính quyền địa phương nơi đây cho biết khoảng 100 người khác hiện vẫn mất tích. Như Nãi Tường, tỉnh trưởng tỉnh Sơn Đông cho biết, ước tính số dân ở ngôi làng bị lở đất chôn vùi vào khoảng từ 700 đến 800 người, trong đó có thị trấn Nhai Tự. Trước đó, công nhân mỏ đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất. Năm 2009, một trận lở đất khác cũng xảy ra ở gần cộng đồng dân đào vàng này và cũng gây thương vong lớn. Chúng tôi đã yêu cầu họ rời khỏi khu vực hồi tháng trước và nhiều người đã di rời, ông Chu cho biết trên đài truyền hình CCTV. Thưa quý vị, lũ lụt đang bùng phát ở Trung Quốc, cảnh báo lũ lụt cho sông Dương Tử, sông Hoàng Hà và sông Hoài Hà đã được ban hành. Đỉnh lũ số 2 sông Dương Tử đã qua đập Tâm Hiệp vào tuần trước. Theo dự đoán, một đợt lũ mới có thể hình thành vào ngày hôm nay và sẽ sớm tràn vào đập Tam Hiệp. Thượng nguồn sông Hoàng Hà phát động cảnh báo ứng phó khẩn cấp cấp 4 phòng chống thiên tai lũ lụt hạn hán. Sông Hoài Hà cũng bùng phát lũ. Sáng qua, sông Hoài Hà phát tín hiệu cảnh báo lũ đỏ, một con đê bị nổ tung để xả lũ ở huyện Tuyền Giao, An Huy, Trung Quốc. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông, mưa xối xả ở Trung Quốc vẫn tiếp tục. Ngay từ đầu tháng trước, đã có mưa lớn ở phía Tây Nam, vành đai mưa kéo dài ra toàn bộ lưu vực sông Dương Tử. Mưa xối xả đã kéo dài khoảng 40 ngày khi vành đai di chuyển về phía Bắc. Cảnh báo lũ lụt đã được ban hành cho sông Hoàng Hà. Ủy ban Bảo tồn nước sông Hoàng Hà thuộc Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc hay còn gọi là Ủy ban sông Hoàng Hà đã đưa ra cảnh báo sớm vào tối ngày hôm qua, thông báo rằng sông Hoàng Hà sẽ trải qua số 3 khi nước lũ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Mực nước các hồ chứa Long Dương Hạ và Lưu Gia Hạ đang tiến gần đến mực nước giới hạn lũ. Theo dự đoán của Ủy ban Hoàng Hà, lũ lụt trên lưu vực sông Hoàng Hà sẽ lan đến các tỉnh thuộc khu vực Thanh Hải, Cam Túc, Ninh Hạ và Nội Mông. Do đó, ngay cả các lực lượng của quân đội PLA Trung Quốc ở phía Tây và phía Bắc của sông Hoàng Hà đều sẵn sàng hỗ trợ kiểm soát lũ lụt và chuẩn bị cứu trợ thiên tai. Nối liền sông Dương Tử và sông Hoàng Hà là vùng nước của sông Hoài Hà. Sông Hoài Hà được mệnh danh là con sông khó quản lý nhất Trung Quốc. Cảnh báo lũ màu đỏ đã được đưa ra vào sáng ngày hôm qua. Trong đó, đập Vương Gia Bá giúp chuyển hướng đối với tình hình lũ của sông Hoài Hà và đợt lũ đầu tiên trong 13 năm qua. Sau đó, các cửa cống lại được mở để tích lũ. Hai bên bờ sông Hoài Hà đã có mưa lớn hơn một tháng. Lượng mưa tháng trước đã phá kỷ lục lịch sử so với cùng kỳ. Tháng này mưa lớn hơn. Hôm qua, sông Hoài Hà đã đưa ra cảnh báo lũ màu vàng số 1. Sau đó, mức độ ứng phó khẩn cấp phòng chống thiên tai đã được nâng lên nhiều lần.
Tính đến 6 giờ 36 phút tối hôm qua, mực nước của Vương Gia Bá đã tăng lên 29,96m, vượt quá mực nước đảm bảo 0,66m, nhanh chóng nâng cảnh báo lũ đỏ, nâng cấp khẩn cấp phòng chống thiên tai lũ lụt, hạn hán lên cấp độ 1. Vào lúc 8 giờ 32 phút tối qua, sau 13 năm, Vương Gia Bá một lần nữa mở cửa xả lũ, đặt ra những thách thức nghiêm trọng hơn đối với dòng sông Hoài Hà, vốn đã căng thẳng. Trung Quốc đang trải qua lũ lụt do mưa xối xả. Hôm thứ Hai, một trận lũ quét ở tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc đã khiến 27 người thiệt mạng và hơn 30 người mất tích. 9 ngôi làng bị ngập lụt và hàng ngàn người bị ảnh hưởng. Phóng viên CCTV sáng nay đã đưa tin về những người lính cứu hỏa và người dân địa phương đang dọn dẹp đống đổ nát sau trận lụt. Lũ quét ập vào những ngọn núi ở huyện Đại Đồng đã cuốn trôi mọi thứ trên đường đi của chúng. Đoạn video cho thấy các mái nhà bị tốc mái, cây đổ trên mặt đất và các phương tiện bị hư hỏng. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng dẫn lời các nhân chứng địa phương cho biết, bầu trời chớp giật, sấm sét ầm ầm trong 20 phút, sau đó là trận mưa như chút nước. Mưa làm ngập đường phố và cánh đồng. Nông dân cho biết, cừu cũng bị lũ cuốn trôi, Internet và điện thoại bị cắt và 9.835 người ở 9 ngôi làng bị mắc kẹt trong vùng lũ. Trung Quốc đã ban hành cảnh báo khẩn cấp 3 cấp về thiên tai. Sấm sét và mưa lớn thường xảy ra vào thời điểm này trong năm, nhưng năm nay giống như các quốc gia khác, Trung Quốc đang phải đối mặt với sự tàn phá của thời tiết khắc nghiệt. Hôm thứ Ba, mực nước sông ở Bành Châu, Tứ Xuyên đột ngột dâng cao, khiến 17 người thiệt mạng. Các tỉnh miền Tây nắng nóng kỷ lục. Một số khu vực ở miền Trung và Tây Nam Trung Quốc đã chứng kiến nhiệt độ vượt mốc 42 độ kể từ đầu tháng. Và tại các thành phố lớn, điều hòa đang hoạt động hết công suất. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết nhiệt độ cao và hạn hán đã gây ra áp lực lên nguồn cung cấp điện của Tứ Xuyên với mức tiêu thụ tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Những cơn mưa xối xả đã không bù đắp được sự cạn kiệt nguồn nước ở lưu vực sông Dương Tử, vốn đã xuống mức thấp nhất trong vòng 150 năm qua, làm lộ ra những di tích đã bị nhấn chìm dưới lòng sông 600 năm trước. Ở thượng nguồn sông Dương Tử, dòng chảy của đập Cát Châu đang giảm dần. Tứ Xuyên, nơi phụ thuộc vào 80% điện năng của thủy điện, đã thông báo hôm thứ Ba rằng tình trạng mất điện đã ảnh hưởng đến các thành phố và khu công nghiệp trong tỉnh. Theo một video được người dùng Internet phát sóng, kế hoạch cắt giảm điện hiện được giới hạn trong 6 ngày và nhằm mục đích để lại mức tiêu thụ điện cho người dân. Nhưng việc cắt giảm đã khiến một số công trường xây dựng và trung tâm mua sắm cắt một phần ánh sáng và điều hòa nhiệt độ. Trong tuần qua, mưa lớn vẫn tiếp tục đổ xuống miền Nam Trung Quốc, bao gồm Phúc Kiến và Quảng Đông. Tỉnh Quảng Đông hứng chịu mưa lớn, gây lũ lụt và sạt lở đất. Mưa nhiều nơi thậm chí phá kỷ lục cao nhất trong 200 năm qua. Hàng trăm ngôi nhà bị sập, một số thị trấn gần như bị ngập lụt và hơn 250.000 người bị ảnh hưởng. Vào hôm thứ Tư, Thiều Quan, Thanh Viễn, Triệu Khánh, Hà Nguyên và các thành phố khác đã trải qua mưa bão lớn và mưa xối xả cục bộ. Lượng mưa tại nhiều trạm đã phá kỷ lục cao nhất trong 200 năm qua. Mưa xối xả khiến mực nước nhiều sông dâng nhanh, tối đa lên gần 5 mét. Hơn 10.000 cư dân thành phố Thanh Viễn buộc phải sơ tán. Người dân cho biết nước lũ đổ xuống đồi hôm thứ Năm, nhấn chìm các con đường và gây ra lở đất nghiêm trọng. Một người dân thành phố Thiều Quan cho biết, mưa lớn hơn hôm qua, trời mưa từ 4 giờ vẫn chưa tạnh. Một cư dân của thành phố Thanh Viễn cho biết trời mưa vào khoảng 7 giờ và học sinh không thể đến trường. Lượng mưa ở tỉnh Quảng Đông trong tháng này năm nay chỉ bằng một nửa so với những năm trước, nhưng kể từ tháng này, 16 trong 22 ngày đầu tiên đã có mưa lớn. Số liệu chính thức cho thấy 210.000 cư dân đã bị ảnh hưởng và ít nhất 33 người thiệt mạng. Tại Trung Quốc đại lục, do dữ liệu về thảm họa và tai nạn được chính phủ kiểm soát chặt chẽ, nên dữ liệu về thương vong thực tế vẫn chưa được xác nhận.